Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Giữa Khải của mình nha. Giữa Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Video này thì Khải sẽ bán cái kích nè. Bán kích giá, nói chung là vừa bán vừa đổi. Khải sẽ định bán cái kích này 7 kim 5, 8 kim gì đó. Mà ông kêu là đổi đổi cây đao, đổi cây đao làm 140 dòng 1. Rồi ông bù cho 4 kim rưỡi. Mà ông thiếu Khải ông thiếu Khải 500 xu. Ok, nói đi. Cho cái 500 xu. Đao này cũng được, anh em có đao này cũng phát sáng rồi. Ok. À, đưa 4 kim rưỡi luôn đủ rồi. À, ok. Tại vì là ông kêu thiếu nên là khả đỡ thiếu cũng được nữa. Kích đổi cái đao hai đều phát sáng cả. Cái đều phát sáng. Rồi, nói chung là tính ra cái đao này phát sáng rồi nè. Khá là hợp lý. Phát sáng là khá là đẹp. Ok, quá chắc luôn. Rồi, nói chung thì ở cái video này thì Khải bán một khí chó thôi. Tại vì Khải không đi hướng chó nữa nè. Khải không đi hướng chó nữa. Tại vì là Khải đang đi hướng sát thương á. Là cái chó này chắc Khải đỡ lại anh em trong ban xài thôi. Rồi, chung là cái này phát sáng rồi anh em. Anh em biết rồi, phát sáng là tốn khoảng 10 kim rồi. Thì khoảng 700 nghìn rồi. Thì cái đao này bèo bèo bán lại cũng được 4 năm kim, 5 số kim gì đó nè. Rồi. Anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ mạnh nhá. Chung này đỡ bán lại nên trong bang anh em đều xài bán rẻ rẻ anh em xài thôi. Chứ cái kích Khải thì Khải cũng ra 10 kim. Cái kích Khải cũng ra 10 kim nữa. Cái kích Khải ra 10 kim á. Anh em xem cho một like chia sẻ nhá. Đổi qua cái đao đi. Ahem.